Trời đất ơi, đâu gút mua đâu mà đẹp quá vậy cô? Cô làm ở chợ Đông Ba đó con. Cô Ba ơi, đi đâu vậy? Cô Ba đi bán kem con. Ủa vậy hả? Có kem sầu riêng cho con hủ? Cô Ba mặc áo bà ba đi bán kem dưỡng da chứ không có bán kem sầu riêng. Mua giùm cô đi. Con làm gì với mấy cái kem này cô? Mua tặng vợ. Hũ có 30 đô thôi, 10 hũ 300 đô mua tặng vợ. Ồ, vậy cũng rẻ quá chứ. Mua giùm cô hết nha. Dạ rồi, vậy cô đưa con 10 hũ luôn đi. Trời dễ thương quá. Ôi trời ơi cảm ơn nhiều nha. Cô Ba mặc áo bà ba bán kem dưỡng da. Ô la la. Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình mặc áo bà ba. Wow, các bạn nhìn nè. Để mình đi xa cho các bạn. Các bạn vừa mới coi cái video clip mình quảng cáo về kem dưỡng da không? Cái đó là cho vui thôi nha. Cái bộ đồ nà áo bà ba này của mình theo mình mười mấy năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên KT có cơ hội mặc nó, bởi vì lúc trước không có cơ hội, không biết mặc đi đâu á các bạn. Rất là thích mặc áo bà ba, may ở Việt Nam xong rồi không biết mặc đi đâu hết. Hôm bữa có giai đoạn mình đi quay phim, mình muốn mặc áo bà ba nhưng mà lúc đó là mập quá, mặc không vừa. Mấy tháng trước các bạn thấy mình tròn hơn, nhưng mà mình mới detox. Hôm bữa mình detox mình xuống được 11 pound, tức là khoảng 5 kg á các bạn. Cho nên là hôm nay mới mặc vừa cái áo bà ba đây đây. Nguyên bộ đồ bà ba màu tím này dễ thương chưa? Đó, thì hôm nay KT có vài chuyện rất là quan trọng muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Thì hy vọng là các bạn có thể theo dõi KT trong cái suốt cái video này để mà chia sẻ rộng rãi, hy vọng là có thể giúp ích được các bạn gần xa. Nhưng mà nhớ giúp dùm cho KT, nếu mà yêu thích kênh của KT bấm cái nút subscribe. Ở kế bên cái nút subscribe nó có cái chuông á các bạn. Khi bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết là mỗi khi mình có video mới, bởi vì mà KT có thí dụ như có 176.000 subscribers, tức là 176.000 người theo dõi, nhưng mà chỉ có 17% YouTube thông báo là chỉ có 17% là bấm vào cái chuông đó thôi. Cho nên là cho KT chút thời gian để nói về cái chuông đó, tức là bấm vào cái chuông đó kế bên cái nút subscribe luôn để cho mình tiện theo dõi đó các bạn. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Thì cái câu chuyện hôm nay KT muốn chia sẻ rất là quan trọng. Mình hy vọng là các bạn có thể chia sẻ với gia đình bạn bè gần xa để cho mình tránh những cái trường hợp tương tự xảy ra. Đó là lừa đảo ở bên Mỹ rất là nổi tiếng. Trong những thời gian gần đây cũng đang có nha các bạn. Thì cái câu chuyện thứ nhất đó là câu chuyện của một người quen. Em ấy là em của bạn mình. Khi mà xảy ra em ấy cũng không ngờ là nó xảy ra đến với em, một con số tiền lên đến là 27.500 đô các bạn, một con số rất là lớn luôn. Câu chuyện đó là như thế này. Em ấy làm việc và kế bên anh em ấy có một cái tiệm làm nail, làm móng tay á, có một cô lân ra làm quen, cậu làm ở trong trong cái tiệm đó luôn. Thì mỗi lần mà em ấy bệnh hay là cái gì đó thì qua hỏi thăm, rồi nấu cháo, thịt bò, thịt bằm cho em ấy, rồi quan tâm. Thì sau một thời gian khoảng vài tháng mà tạo dựng niềm tin á, bền rồi đó, thì bắt đầu cô ấy mới nói chuyện về vấn đề làm ăn. Đó, thì thí dụ như làm ăn như thế nào? Nếu như em Yên mà em ấy tên Yên, em ấy có cần một số tiền như là muốn gửi 1.000 đô cho mẹ đi, cho mẹ ở bên Việt Nam, thì chỉ cần đưa cho cổ là 970 đô, tức là mình sẽ lời được 3%. Còn thí dụ như cổ không gửi cho mẹ Yên mà cổ làm cho những người khác, thí dụ như bây giờ mà Yên mà bỏ ra 1.000 đô thì mình sẽ lời được 30 đô. Đó, cái kiểu làm ăn như vậy các bạn, không cần phải gửi cho gia đình mà gửi cho giống như là mình làm công nhận, kiểu chuyển tiền mà lấy lời các bạn. Thì lúc đầu cổ có đưa lại, ví dụ như cổ cũng đưa lại tiền vốn lẫn tiền lời, ví dụ đưa 1.000 là đưa thêm 30 đô nữa để cho tạo dựng lòng tin á. Nhưng mà được có vài lần thôi, và sau đó cái con số tiền đó lên cao hơn nữa. Lúc đầu là vài ngàn, sau đó lên 10.000, 5.000, 7.000, và cái số tiền tổng cộng lên là tổng cộng là cái số tiền cộng thêm một cái cây vàng nữa là 27.500 các bạn.
Và khi mà cái con số tiền lên cao quá, cái cô người làm quen với lại em Yên đó là cổ biến mất luôn, không ai liên lạc với cổ hết. Nhưng mà có biết địa chỉ các bạn thì em xuống tới tận nhà, nhưng mà cổ trốn, cổ không có trả tiền. Và không phải một mình em Yên đâu, có mục sư và có những người khác nữa các bạn. Có người bị 40.000 đô nè, có người bị 8.000 đô nè, tức là mỗi người bao nhiêu con số lên cũng cao lắm các bạn. Nhưng mà hôm nay mình muốn chia sẻ và em Yên chịu tâm sự, bởi vì em nói không phải ai cũng chịu tâm sự ra cái sự mà mình bị người ta lường gạt, lừa đảo như thế nào. Bởi vì người ta cũng ngại, cũng mắc cỡ, khi chia sẻ ra thì người ta biết mình bị lừa gạt thì mắc cỡ. Nhưng mà em ấy nói là em muốn chia sẻ với chị để chị có thể nói rộng rãi, để người khác người ta có thấy cái câu chuyện mà nó tương tự thì người ta không có bị gạt giống như em. Nghe mà mình thấy một con số tiền đó đối với mình thấy rất là to nha các bạn, rất là nhiều nha, làm không biết khi nào mình mới để dành được mấy chục ngàn đó. Qua cái câu chuyện này mình cũng hy vọng các bạn có thể chia sẻ với gia đình và bạn bè của mình. Những cái câu chuyện này mình thấy nó xảy ra, nhất là những gì liên quan tới tiền bạc á, mà không có giấy tờ ký nhận đó các bạn, thì nó rất là gọi là không có rõ ràng rành mạch. Khi mà bạn làm ăn về business đi, về thương mại, lúc nào mình cũng cần phải có giấy tờ, nhưng mà cái này nói bằng miệng không các bạn, chỉ có bằng chứng trong cái message là đã nhận được tiền bao nhiêu nhưng mà tại sao không trả cho mình. Nhưng mà cái đó cũng không có phải là bằng chứng gì để mà đi ra tòa, tại không có biên nhận, không có gì hết các bạn, không có contract hay là gì hết. Cho nên mình chỉ khuyên là các bạn khi cái gì mà liên quan tới tiền bạc thì nhớ là phải có chữ ký này nọ, phải có cái giấy tờ đàng hoàng. Với lại nhiều câu chuyện nó giống như tương tự lắm các bạn, những gì mà mình thấy cho dù có ký contract người ta cũng bỏ của chạy lấy người, giống như cái công ty mà các bạn có nghe cái công ty lúc trước không, đó là người ta gọi là mua chứng khoán dùm cho các bạn á, công ty Việt Nam á, mua chứng khoán rồi lúc đầu cũng trả tiền lời và vốn cho các bạn tạo niềm tin, sau đó rồi cũng cuối cùng cũng bỏ của chạy lấy người, gom hết tiền và đóng cửa công ty. Cái câu chuyện này rất là, nhưng mà có nhiều người người ta không biết các bạn, khi mà người ta nghe chia sẻ và là kiếm ra tiền và người ta không biết làm gì ra tiền, người ta có một số tiền người ta không biết làm gì với nó, cho nên là người ta tin tưởng và giao tiền đó và cuối cùng sẽ bị mất hết tất cả. Cho nên là mình hy vọng là các bạn có thể chia sẻ những cái câu chuyện như vậy. Đôi lúc mình không chia sẻ thì người ta cũng không biết, phải không ạ? Bây giờ mình cho các bạn xem cái tin nhắn giữa em Yên và cô lấy tiền của em á. Đó, để cho các bạn xem nha. Đây, đây là cái tin nhắn giữa em ấy và cổ nè. Bây giờ con muốn biết khi nào cô trả tiền lại cho con 26.000, 25.600 và một cây vàng tượng nữ thần tự do. Đó, các bạn thấy không? Rồi đây nè, là những cái tin nhắn của em ấy với lại cổ nè. Nè. Rồi cổ trả lời nè. Nhưng mà trả lời vậy thôi chứ không có trả tiền lại nha các bạn. Cái câu chuyện thứ hai mình muốn chia sẻ là mới đây thôi, ở trên cái này không phải của bạn mình, cái này là gọi là lạng trên mụn, tức là lụm trên mạng. Đó là cái câu chuyện như thế này. Có nhiều anh chàng đẹp trai học giỏi con nhà giàu tám múi. Và lấy hình của những người khác chứ không phải hình thiệt đâu, nhưng mà lựa những cái hình đẹp trai và tám múi, đẹp trai học giỏi con nhà giàu đó. Và các bạn biết không, nhắm vào những cô mà đang còn độc thân hay đang cô đơn á, và sau đó nhắn tin tỏ tình và yêu thương này nọ, sau khoảng 1 2 tháng cái tạo dựng niềm tin xong rồi xin số tài khoản nhà bán, tại lúc đó là đang yêu nhau mà, những cô gái đó là đang yêu nhau cho nên tin tưởng. Thì khi mà cho số nhà bán ở đó, account tài khoản ở đó, thì cái anh chàng những anh chàng đó không phải có một người mà những nhiều cô bạn khác là bị gặp lắm, anh sẽ chuyển cái tin gần đây nhất là 35.000 đô. Anh ấy sẽ chuyển qua cái account của cô bé đó là 35.000 đô nha các bạn. Thì anh ấy nói là bây giờ thôi 35.000 đô mình cash ra, mình lấy ra. Em ấy lấy 35.000 đô đó ra rồi bỏ vô Bitcoin cho ảnh. Cái Bitcoin đó là account của ảnh. Thì không biết các bạn có biết về Bitcoin không? Thì nó là giống như một cái tài khoản, mình có thể mua bán, rồi mình dùng cái tài khoản đó giống là tiền của mình vậy đó.
đó. Thì cho nên là khi, nhưng mà cái quan trọng là khi cái người con gái đó mà rút cái 35 ngàn đó ra, mà cái tiền đó nó có vấn đề gì đi, thì bạn gái đó sẽ chịu trách nhiệm, tại vì bạn gái đó đã rút ra rồi và nó liên quan tới vấn đề là rửa tiền. Là cái người mà dính liên quan tới những cái này là sẽ chịu trách nhiệm, các bạn thấy không? Mà trong khi đó mình đã rút 35 ngàn đô mình bỏ vô trong cái Bitcoin của cái anh chàng đó rồi, thì coi như là anh đó đã quốc ngự tri phong rồi, không có gặp anh ấy nữa. Các bạn thấy không, cái câu chuyện này rất là nhiều người bị luôn, không phải một người mà rất rất nhiều người bị luôn các bạn ơi. Các bạn có thể lên gõ đó. Thì mình chỉ khuyên một điều là những anh chàng đẹp trai học giỏi con nhà giàu ba đì tám múi á, thì người ta thường thường không có rảnh, không có quẩn để mà lên Facebook tìm bạn bốn phương đâu các bạn, không có rảnh đâu. Anh chàng đẹp trai đó người ta tự yêu nhau hết rồi, người ta đâu có yêu phụ nữ đâu các bạn, người ta tự yêu nhau hết luôn. Mình thấy đa số hiện giờ là cái đó gọi là cái trend hay sao á, là những người mà đẹp trai họ yêu nhau các bạn, người ta không còn yêu phụ nữ nữa. Cho nên là mình muốn nói là nếu mà có ai đẹp trai ba đi tám múi mà không có yêu tự yêu nhau thì mình xin lỗi, mình chỉ nói là đa số mình thấy như vậy nha. Thì những anh chàng đó không có quẩn để lên Facebook tìm bạn bốn phương đâu để mà yêu. Có nhiều cô tâm sự mắc cười, có nhiều cô nói trời ơi cô hả xám mấy tuổi rồi mà nó diễn tả cặp mắt của cô long lanh dễ thương, long lanh như giọt hai giọt sương gì đó. Cho nên các bạn lưu ý nha, là những cái anh chàng họ Nguyễn đẹp trai đó là sẽ già không bỏ nhỏ không tha. Cho nên là nhớ những ai mà nhắn tin làm quen mình mà có gương mặt đẹp mà không biết nói tiếng Việt, chỉ biết chữ anh với em thôi, nhớ tránh những người đó nha. Câu chuyện 35.000 đô từ trên trời rơi xuống đó, cái đó là hiện đang xảy ra rất là nhiều nha. Cho nên là bạn nào mà thấy có ai làm quen mình mà đàn ông con trai gì đó, nhớ tránh xa ra giùm. Có nhiều bạn hỏi mình cái cây sao cô chê chăm sóc như thế nào, thì mình sẽ cố gắng quay một cái video nói về cái cách chăm sóc cây sao cô chê, sao cho nó sai trái quằn trái như thế này. Chăm sóc mận nè, mãng cầu, mình sẽ quay một cái video về nói về chăm sóc cây nha. Hôm nay mình mới cắt tóc. Một tuần lễ trước đây Cali rất là nóng, mình ở tiểu bang Cali ở phía Nam Cali á các bạn. Một tuần trước rất là nóng lắm khủng khiếp luôn. Thế là mình buồn buồn quá mình mới đi cắt, mình mới tự cắt tóc các bạn. Thì mình kỳ này mình không có chia sẻ cách cắt cắt tóc như thế nào, bởi vì mình sợ các bạn làm theo mình nó bị hư làm sao, cho nên mình không có chia sẻ. Mình chỉ đây mình lấy hai cái bên tóc bên như vậy chia đều, thế là mình cầm lên như vậy, mình lấy cái kéo mình xắn ngang thôi các bạn. Là nó như vậy nè, trời nóng quá chịu không nổi các bạn ơi, nhưng đó là mình xắn ngang như vậy thôi cho nó khỏe. Các bạn thấy mình mặc áo bà ba đội nón lá thấy giống cô gái Việt Nam không? Cái này mà về Việt Nam á, sau đó là mình ra cánh đồng á, mình làm rẫy làm ruộng á, chắc là vui lắm ha. Trời ơi, nghĩ tới về Việt Nam ở dưới quê của ba mình á, là có những cánh đồng á các bạn, trời ơi dễ thương lắm luôn á. Có dịp mình về mình sẽ quay cái quê hương của mình cho các bạn xem. Ở dưới quê có nhiều ruộng lúa nhìn đẹp lắm, cò bay thẳng cánh mát, hít thở không khí trong lành, rất là nôn về Việt Nam luôn. Tại vì ba của mình còn ở Việt Nam á, cho nên mình cũng rất là muốn về thăm ba của mình. Vậy đội nón lá hay là không đội nón lá các bạn? Không đội nón lá nè, đội nón lá nè. Các bạn ơi, video tới đây cũng dài rồi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc nè. Nếu như bạn có thắc mắc gì, xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Và nhớ bấm cái chuông ở kế bên cái nút subscribe nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.